nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu tác phẩm những lời trăn trối của trần đức thảo những lời trăn trối là cuốn sách phân tích sự thật về những hành động khủng khiếp của hồ chí minh nhà triết học trần đức thảo trước khi qua đời khẳng định rằng chính cuồng vọng lãnh thổ đã khiến hồ chí minh trở thành con người cực kỳ vị kỷ bất chấp những chuẩn mực của lương tri của đạo lý trần đức thảo cho biết nếu không dám khui ra những sai trái lịch sử của Hồ Chí Minh, không dám đưa ra ánh sáng tội lỗi của Marx, thì không bao giờ thoát ra được tình trạng bế tắc chính trị độc hại như hiện nay ở nước ta. Ông cảnh báo rằng xã hội Việt Nam đang bị ung thúi bởi căn bệnh xảo trá, căn bệnh thủ đoạn của đảng Cộng sản. Tác phẩm Những lời trăn trối của Trần Đức Thảo đang được bài bán tại nhà sách tự lực 14318 Rockhurst Street, Garden Row, CA 92843, USA. Điện thoại 1888 204 7749 và 714 676 8310 và tại website www.tựlực.com